Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Và hôm nay sẽ là ngày để mình cày cuốc kiếm thật là nhiều ngọc lục bảo để chúng ta có thể đi shopping ha. Hiện tại thì mình có khá là ít ngọc lục bảo luôn. Và bây giờ mình đã tìm ra giải pháp rồi. Ở đây mình còn 2 điểm học kỹ năng. Và mình sẽ dành 1 điểm ra để mình học cái kỹ năng tờ worker này. Cái kỹ năng này nó sẽ giúp mình tăng cái tốc độ kiểu như là phát triển của cái cây trồng của mình lên ấy. Khá là hay ha. Mình sẽ bắt đầu học một điểm trước đi. Rồi, có nên đi test không nhỉ? Để mình làm một cây cuốc xong rồi mình sẽ đi test ha. Cây cuốc bằng sắt đi. Mình cuốc cho nó lâu một xíu. Rồi, thử qua bên làng coi. Bên làng thì có mấy cái thửa ruộng á, còn chưa phát triển hết đâu. Mình sẽ qua đó để mình nhúng nhảy các thứ coi nó có giúp cho cây mau phát triển hơn hay không á. Rồi đầu tiên mình sẽ thu hoạch trước nè. Đó kìa. Mình chỉ cần nhúng nhảy thôi là cây trồng nó sẽ tự phát triển luôn. Có cơ. Wow, đỉnh thiệt. Được nha, hợp lý. Cái này mình có thể cày nông sản rất là tiện luôn. Mình cứ đứng yên rồi thu hoạch thôi. Vì là tha hồ mà có lúa luôn. Ôi da, lắc. Mình nhảy dữ quá là nó sẽ bị lắc máy đó. Wow, chiến này thì mình giàu to rồi. Đấy, mình thu hoạch hết đúng không? Mình chỉ cần ngồi mình nhúng nhảy xíu thôi là nó lại lớn tiếp rồi nè. Rồi mình lại thu hoạch. Như vậy thì mình sẽ tha hồ mà có được lượng nông sản và trao đổi với những bác dân làng mà thu mua mấy cái nông sản này này. A few moments later. Đang cày bừa mà có con Reaper lại hỏi thăm rồi. Đi chỗ khác đi. Đơn cái ruộng của tôi. Đi mần ruộng cũng không yên nữa. Chưa, để mình lại mình lượm cái thùng ủ phân này cái đã. Mình mang về nhà. Mình dạy cho mấy bác dân làng của mình ha. Đi, về nhà thôi. Ôi dồi ôi. Gần nhà mình cũng quái không à. Chắc đi ngủ đi. Không ngủ được luôn. Con zombie chết tiệt. Đi chỗ khác mà chơi. Đêm hôm rồi để người ta đi ngủ chứ. Rồi đi ngủ lẹ. Ui, có con ma kìa. Ây ui. Đó, đi ngủ trễ là vậy đó. Ma tới nhà hù luôn á. Không sao, ngủ được rồi. Hello bạn nhỏ. Ê, Reaper. Chưa gì là mình thấy đêm nay là một đêm bất ổn rồi đó. Có điềm rồi đó. Nhưng mà tính ra cũng hên, Reaper nổ gần vậy mà không chết. Được, hợp lý, còn hên nha. Sợ quá, chắc sáng tiếng dậy mình phải nâng thêm một kỹ năng. Đó chính là điểm kỹ năng giúp mình tăng máu thôi. Kỹ năng này thì mỗi lần học á, thì mình sẽ được thêm một trái tim ha. Học một cái. Đó, bây giờ mình đã có 11 trái tim rồi. Quá xá đã luôn. Ủa, sao mình nghe tiếng zombie dân làng vậy? Ui, hình như ở dưới đây có một cái hang hay sao á. Mình nghe tiếng zombie dân làng. Ui thôi kệ đi, giờ mình lo công việc của mình trước cái đã. Mình sẽ đặt cái thùng ủ phân. Ủa, cái thùng ủ phân rồi. Khoan. Đây, cái thùng ủ phân đây. Đặt cái thùng ủ phân xuống một cái. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu đưa dân làng mà mình có được từ đầu game tới giờ á cho vào đây. Ê, đừng có đi lung tung. Mình nhốt lại. Rồi, để coi bé dân làng này đổi củ dền hả? Thôi, củ dền tôi ít lắm. Đổi lúa đi. Khoai tây với cà rốt cũng ok nè. Cà rốt với khoai tây. Ồ, mình có cà rốt đâu mà khoai tây ít quá. Thôi kệ, không sao. Có cà rốt thì mình dùng cà rốt mình đổi cũng được ha. Đó. Như vậy thì mình đã có thể farm được ngọc lục bảo một cách thoải mái rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Mình sẽ được cỡ 41 ngọc lục bảo. Wow, một bé dân làng thôi mà mình được 41 ngọc lục bảo. Có vẻ mình chỉ cần một bé dân làng nông dân thôi cũng được rồi. Chịu khó mỗi lần mình đổi hết tiền của dân làng á thì mình sẽ đợi một xíu cho dân làng hồi phục lại ha. Cũng khá là nhanh thôi.
Đây, ở đây mình đổi được. Ui, hết rồi. Hết đổi được rồi. Xương xương cũng được một stack ngọc lục bảo rồi nè. Gom gom với của mình lúc đầu nữa là được một stack với 19 viên rồi. Chuyện này là thoải mái shopping rồi nha. Khi mà mình đã có được nhiều ngọc lục bảo như vậy thì mình sẽ bắt đầu tạo ra những bé dân làng, kiểu như là bán sách ha, tức là những bé thủ thư đấy. Mình coi coi sách. Ôi giời, hình như sách của mình hồi nãy nổ mất hết hay sao rồi. Ở đây đây đây, còn may quá may quá. bị nổ, cú nổ hồi nãy giờ suýt nữa là sang chấn tâm lý rồi. May mà vẫn còn đồ nha. Rồi mình sẽ làm thật là nhiều kệ sách luôn. Vừa là để mình chế tạo mấy cái bục để sách á, rồi vừa để làm cái chỗ cung hóa cho mình. Trước mắt là mình sẽ làm trước hai bục đi. Đây, mình sẽ cho vô vị trí này. Một cái nha. Bên đây một cái nữa. Xong, thả dân làng vô trong thôi. Học nghề đi. Cái bác này mình để ý nãy giờ không có chịu học nghề nha. Ông có hợp tác gì hết. Hay là hồi nãy nổ phát rồi sang chấn tâm lý rồi. Mình cũng muốn sang chấn tâm lý huống hồ chi những mấy dân làng. Bây giờ thì mình cần nhất là cái dòng gia tài nha. Rất 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 cần gia tài luôn. Thế nên là mình mong mình sẽ có được quyển sách gia tài trong ngày hôm nay, để chúng ta có thể ép vào một cây cúp nào đó, rồi sử dụng nó để chúng ta đào thật là nhiều khoáng sản. Nghe là đã thấy hấp dẫn rồi. Đây rồi, chúng ta đã tìm ra gia tài ba. Tuy là hơi mắc một xíu tới 29 ngọc lục bảo lận, nhưng mà mình sẽ chấp nhận với cái giá đó để chúng ta lấy cái dòng gia tài ba ha. Rồi giờ thì tranh thủ bán thêm một ít cà rốt với khoai tây của mình ha. Kiếm thêm trước cái đã. Rồi đợi cho dân làng lên cấp luôn đi. Nãy giờ đổi là hơi bị nhiều rồi đó nha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã trao đổi xong rồi ha. Gần được 2 stack ngọc lục bảo luôn rồi. Giờ thì tha hồ mà mua sách gia tài ba. Tên tên. Một quyển đầu tiên. Mình chỉ cần một quyển thôi. Để chúng ta ép vào cái cây cúp ha. Đây, cây cúp của mình nè. Ủa mà mình có cái đe không ta? Mình đủ sắt làm cái đe không vậy? Ê. Oh no, không có đủ sắt làm cái đe. Sẵn tiện bây giờ thì mình sẽ đào một cái hang luôn á. Gần mình có cái hang luôn, khỏi cần phải đào. Mình sẽ xuống đây để mình kiếm sắt luôn nha. Đây 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 đây. Nhưng mà có xương. Cẩn thận. Con xương này. Bây giờ là kiếm mình hơi bị mạnh rồi đó nha. Cái kiếm này mới lượm được ở dưới thành phố kết thúc hôm qua ấy. Hơi bị xịn. Ê, bậy rồi. Mặc dù kiếm mình mạnh nhưng mà giáp của mình vẫn rất là yếu nha. Mấy con xương nè, zombie hoặc là Reaper đánh mình đều rất là thốn luôn. Nên phải thiệt là cẩn thận. Trời, đánh tránh bữa ăn nha. Con này đi ra chỗ khác. Rồi, hết sắt rồi. À đây, 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 còn. Có được nhiều đỡ bấy nhiêu ha. 17 rồi. 25. 25 là chắc đủ để chúng ta làm một cái đe đó. Ở nhà mình còn 20 sắt nữa mà. Ui. Giờ ra dòng sửa chữa luôn rồi. Thời tới cản không kịp. Lấy tiền, lấy ngọc lục bảo đi mua sách sửa chữa luôn. Thời mình tới. Bất ngờ nha. Đâu rồi, sách đâu rồi? Ủa, mình nhớ sách mình để đây mà. À đây. Mua thêm một quyển sách sửa chữa nữa. Vậy là hôm nay chúng ta vừa mua được sách gia tài ba, mà còn vừa mua được sách sửa chữa nữa chứ. Đúng là số hên thầy chứ. Nhưng mà mình vẫn còn hiệu suất cơ. Không có hiệu suất thì đạo nó rất là chậm luôn. Giờ thì sắt cũng đã nung xong xuôi hết rồi nè. Mình sẽ bắt đầu nén lại để tạo thành những khối sắt, và sau đó làm ra một cái đe ha. Vậy là chúng ta đã có thể ghép những cái quyển sách này vào cái cây cúp rồng của mình rồi. Đây, ghép vô. Đầu tiên là sửa chữa nè. Sau đó là gia tài. Và đây chính là cây cúp xương rồng của mình ha. Quá dữ luôn. Tốn hết 8 kinh nghiệm nha, 8 cấp nha. Nhưng mà nó hoàn toàn xứng đáng cho cây cúp này. Và sẽ rất là tuyệt vời nếu như bây giờ mình tìm ra được thêm cái dòng hiệu suất để mình có thể đào nhanh hơn á, rút ngắn được cái quá trình đi đào của mình.
Úi, hiệu suất thiệt nè. Hiệu suất cấp độ 4. Cũng được, cũng được. Lấy tiền, lấy tiền. 29 ngọc lục bảo đúng không? Lấy thêm một quyển sách nữa. Vậy là chúng ta có liền hiệu suất cấp độ 4 á. Quá tuyệt vời. Giờ thì ép vào cây cúp xương rồng của mình nữa. Là cây cúp của mình đã rất là tốt luôn rồi. Chỉ thiếu mỗi chậm hỏng thôi á. Nhưng mà chậm hỏng thì mình có thể kiếm sao cũng được. Còn bây giờ thì lên đường. Để chúng ta bắt đầu cái chuyến hành trình đi săn cái viên đá kho báu thôi. Mình đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Nó có tên là Valrock ha. Cái này thì nó chỉ xuất hiện ở những cái tầng rất là thấp ở dưới lòng đất. Nên mình cần phải đi rất là sâu đấy nha. Và cái hang này có vẻ là có tiềm năng đi sâu xuống lòng đất luôn nè. Mình đào một hồi thì lọt xuống một khu mỏ bố hoang. Và cạnh đây nó còn có cái lòng spawner nữa. Mana steel đồ nè. Gia tài 2 nữa chứ. Muộn rồi, giờ mình đã có gia tài 3 luôn rồi. Ồ, ở đây có sắt. Mình sẽ lấy thêm ha. Xe mỏ chứa rương. Cho mình thêm một ít bạc. Và có lưu ly rồi. Yes. Mình đã có lưu ly để có thể chế tạo được. À không, chính xác hơn là để cường hóa được những cái món đồ từ bàn cường hóa rồi. Lý do lúc đầu mà mình không có đi chế tạo cái bàn cường hóa liền á là tại vì mình chưa có lưu ly thôi. Bây giờ có lưu ly là tự tin rồi đó nha. Một xíu về chắc mình xúc luôn cái bàn cường hóa đấy. Ủa? Kim cương. Quặng kim cương đầu tiên trong ngày. Ủa sao nhiều kim cương vậy? 20 viên. What the heck? Đào một chỗ thôi mà ra 20 viên. Đó chính là công dụng thần kỳ của gia tài ba đấy. Quá là đã luôn. Tiếp tục đi săn thêm thôi. Hiện tại thì mình đang ở tầng thứ 11 rồi. Nhưng mà cái quặng đá kho báu đó thì thường là sẽ ở thấp hơn cơ. Tầm tầng 5, tầng 6 ấy. Nên mình phải đi sâu hơn một xíu nữa nha. Thì mới có cơ hội cao gặp được cái quặng kho báu được. Gần đây mình nghe có tiếng nhung nham này. Hình như trên đầu mình. Ôi trời, trên đầu mình. Vậy thôi, bỏ qua. Đào redstone mà cũng gặp được kim cương nữa này. Hồi nãy là 20 đúng không? Bây giờ là 13. Ủa 33 tức là được thêm 13 viên. Wow. Xịn nha. Nhưng mà bây giờ kim cương thì cũng không quan trọng bằng cái quặng đá kho báu nữa. Giờ sẽ rất là tuyệt vời nếu như chúng ta tìm được một quặng đá kho báu đầu tiên á. Nôn nóng quá đi, không biết khi nào mới gặp được nữa. Trước mặt mình đang có cái hồ nhung nham to đùng luôn cơ. Không biết là nó trên đầu mình hay là nó ngang tầm mình nữa. Rồi, có vẻ là nó ở trên đầu mình rồi. Đằng kia có cái lùm spawn. Cẩn thận nha. Giờ trước tiên là mình khám phá xung quanh đây trước rồi đã. Coi có quặng các thứ gì không. Cho cái lùm spawn này xuất hiện đi. Ừ, xuất hiện ngay lắm mấy con zombie. Cho bọn chúng đi tắm nhung nham luôn. Úi, kim cương. Ê, Ripper. Đi chỗ khác. Con Ripper không kịp. Định ăn cướp kim cương của tôi hả gì? Yeah, chúng ta lại có thêm kim cương rồi. Qua đây lấy thêm nào. Được. 58 viên rồi. Quá là nhanh luôn á. Nhưng mà chả thấy một cái quặng đá kho báu nào hết vậy. Một quặng thôi cũng được. Mình có gia tài 3 nên một quặng chắc cũng được vài viên ấy. Con zombie này chưa đi tắm à? Đi tắm đi. Bruh. Lại thêm kim cương nữa này. Chả hiểu luôn là mình đang tìm đá kho báu với là đang tìm kim cương nữa. Thôi kệ, có kim cương thì lấy kim cương trước đi ha. Ui, mình đầy kho đồ rồi, cẩn thận. Vứt bớt một cái gì đó ra đi. Để đảm bảo là lấy hết kim cương nha. Đây, bắt đầu có dư rồi nè. Một stack và 3 viên rồi. 6 viên. Che bớt nhung nham lại. 9. 11. Wow, khá là nhiều luôn á. Công nhận có gia tài 3 đào kim cương thích ghê luôn. Ơ, đây nè. Tìm ra rồi.
Yes, mình đã tìm ra được một cái quặng đá kho báu đầu tiên, nằm kế bên cái chỗ kim cương luôn. Để coi coi quặng đầu tiên sẽ cho mình bao nhiêu viên đá kho báu đây. Giá tài ba. Và cho mình 3 viên. Quá là đã. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có đá kho báu để dùng rồi. Trong lúc hên này chắc mình sẽ đi thêm một đoạn nữa. Để coi coi mình có tìm thêm được bất kỳ cái quặng đá kho báu khác nào hay không. Có vẻ là nhân phẩm của mình đủ để gặp được có một quặng thôi à. Nhưng không sao, đó là tiền đề để chúng ta cố gắng hơn trong những chuyến đi mai sắp tới ha. Còn bây giờ thì ngủ một giấc đi. Và như đã nói hồi nãy thì mình đã có ngọc lưu ly rồi, nên mình sẽ bắt đầu chế tạo luôn cái bàn cường hóa cho mình ha. Xong, và mình sẽ đặt nó ngay trong cái ngôi nhà của mình luôn ha. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu cường hóa thôi. Kim cương đã có nhiều rồi, ngần ngại gì mà không xúc cho mình một bộ giáp bằng kim cương nha. Đây, mình sẽ làm thêm một cái nón, một cái quần, một cái ổng. Lý do mình không làm cái áo là vì lần trước mình qua thế giới kết thúc á, mình nhặt được một cái áo rồi, nên mình sẽ không chế tạo thêm cái áo ha. Lấy thêm ngọc lưu ly nữa nha. Đây, xong, cường hóa thôi. Để coi coi, chạm ổng. Mình còn chưa được cấp độ 30 cơ, nên cường hóa nó chưa có được xịn nhất ấy. Bảo vệ 2. Tốt tốt, mình sẽ ưu tiên lấy bảo vệ nha. Ui, bảo vệ 3 kìa. Bảo vệ 2 tiếp. Kệ, xếp đồ bảo vệ 2 thôi cũng được nữa. Rồi, sương sương là chúng ta sẽ có được một set đồ tạm như vậy ha. Coi kìa, giáp kim cương mà chỉ cho mình được có 3 ống giáp rưỡi khi mà mặc 3 món thôi. Full giáp thì sao? Ui, full giáp thì cho mình có 5 cái ống giáp à. Bèo dữ vậy trời. Vậy là bắt buộc mình phải đi khám phá và tìm những bộ giáp trong thế giới kho báu á, thì mới có những bộ giáp mạnh thôi. Căng thẳng rồi. Chắc mình sẽ dời cái bàn kho báu mình qua một góc khác đẹp hơn đi. Góc này nè, góc này khá là trống luôn. Mình sẽ đặt xuống đây. Sau đó chúng ta sẽ gắn viên đá kho báu lên. Đó. Và nó sẽ bắt đầu ra những cái công thức cho mình để mình có thể tạo ra viên đá kích hoạt cánh cổng kho báu rồi. Nó yêu cầu đầu tiên là 2 thuốc súng nè. Rồi 8 cục đá mịn hả? Ui dồi, hai cái đó là hai cái mình dễ làm nhất á. Ui, nữa. Cái gì đây? Hoài luôn á, Ripper. Giật mình nha. Hú hồn chim én à trời. Đang ngồi đợi nung mấy cái cục đá thôi mà giật hết cả mình. Sợ thiệt sự. Chắc mình phải nhanh chóng mình lắp kính vô đây thôi. Chứ kiểu này có ngày Ripper nó hù mình đứng tim lăn đùng ra xỉu luôn á. Một cục đá cuối cùng. Xong, giờ thì mang qua cái bàn kho báu thôi. Mình sẽ cho hết mấy món đồ này vô trong cái bàn kho báu ha. Đó, mình đã xong được phần thuốc súng rồi nè. Giờ thì tới phần đá. Xong luôn. Tiếp theo là chỉ cũng xong hết. Còn một thứ cuối cùng, đó chính là trái tim của kim cương. Đây là một vật phẩm nếu chế tạo thì sẽ rất là rắc rối và khó chế tạo ha. Nhưng mà khi mình farm quái thì vẫn có tỷ lệ rơi ra thôi. Wow. Căng rồi, vậy là phải đi săn cái con stone link đó ở dưới hang tiếp rồi. Ôi trời, đây là tổ rồng. Không làm đi đâu được, đây chính là tổ rồng. Để mình tò mò thử đây là con rồng to không? Ui kìa, nó ngủ kìa. Yêu, nó còn có cái lồng spawn để canh giữ nữa. Ui, gặp rồng cũng muốn đánh lắm nhưng mà giờ yếu. Yếu quá trời yếu rồi, sao mà đánh nhau với rồng đây. Đã vậy còn phải bận đi farm quái vật để kiếm trái tim kim cương nữa kìa. Tuy không có trái tim kim cương mà mình có vài quặng kim cương đào cũng được này. Bữa nay có vẻ là mình khá là hên trong việc tìm kim cương luôn nha. Cứ đi lanh quanh dưới hang một tí là gặp kim cương à. Ui, khi mà mình gặp Stoneling là mình phải farm liền. Không là Stoneling sẽ bị biến mất đấy.
À, ra là vậy. Trời ơi. Gặp chưa kịp farm nữa là Stone lên chạy mất rồi. Bí quyết để mình áp sát được Stone lên đó chính là mình đi nhẹ nói khẽ nha. Này. Biết rồi. Nhưng mà farm không có rơi ra. Cái trái tim diamond rồi. Oh no. Su cà ná vậy. Thiệt cái tình luôn. Ui. Ui số cái hang này to thế. Được cái là nhiều sắt nữa. Được nè, quá trời khoáng sản cho mình đào luôn. Kiếm chát thêm chút đỉnh coi. Con nhọn đi ra chỗ khác nha. Xe mỏ chứa rương. Lụm thêm chút vàng luôn. Ây da, ây da, ây da. Đi ra chỗ khác. Bây giờ làm sao để áp sát lại. Để chúng ta farm stone lên đây. Ripper đi ra. Ui dùi. Từ 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 từ. Chậm mà chắc, chậm mà chắc. Stone lên ơi, anh tới với cường đây. Đi nhẹ nó khẽ đi. Ui. Mình nhảy lên stone lên cũng biết cơ. Công nhận stone lên trong đây ảo thiệt. Và có con sườn đó. Cái gì cái gì. Giải giải độc, giải độc. Ui, lại mù nữa rồi. Ái dùi. Con xương vô văng quá. Chơi mà chơi bắn mũi tên mù. Bắn mù hả? Ui, mình lại gần nó móc kiếm ra nó chơi mình luôn kìa. Con xương hổ báo cáo trộm thiệt. Nó rơi ra cho mình một cái nón. Wow. Cái nón nhìn đã á. Cái nón này nó cộng cho mình 100% may mắn. Ủa? Cộng 1 may mắn mà sao ở đây nó ghi 100% dữ ta? Vô lý! Đây rồi! Cuối cùng! Cuối cùng thì mình cũng tìm ra được trái tim kim cương rồi! Công nhận đội cái nón này hên thiệt nha! Quả nón này chất lượng đấy! Có nên giữ luôn không nhờ? Nhưng mà nó cộng cho mình ít giáp quá! Sao giờ ta... Thôi kệ. Đổi lại thì chúng ta sẽ may mắn hơn một xíu thì cũng ok đi ha. Rồi giờ thì đi lên trên nhà để chúng ta còn chế tạo cái viên đá kích hoạt cánh cổng kho báu nào. Cho trái tim vào trong cái bàn kho báu và... Tên tên. Đã xong rồi ha. Và bây giờ chuẩn bị. Nó sẽ kết hợp lại với nhau. À không, thiếu đấy. Nó không tự kết hợp được đâu mà mình phải dùng một cái nút để chúng ta kích hoạt ha. Đó, khi mà kích hoạt thì bắt đầu ghép lại và chuẩn bị. Nó sẽ tạo thành Vault Crystal, tức là cái viên pha lê kho báu đấy. Xịn thiệt sự. Rồi, bây giờ thì mình cần phải có thêm một loại đá nữa thì mới xây được cái cánh cổng kích hoạt cái viên pha lê này cơ. Mình cũng lười chạy qua cái làng cũ mình quá. Nên thôi, mình sẽ làm ở đây một cái cánh cổng địa ngục mới ha. Để mỗi lần mình xuống thì mình tiện hơn. Đỡ phải di chuyển tới lui từ làng cũ qua làng mới. Ủa là từ làng mới qua làng cũ ha. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Để coi lần này mình xuất hiện có gần cái chỗ. Ơi, gần luôn nè. Vậy, thứ mình cần là những cái đá đen này. Mình cần một số lượng đá đen vừa đủ để chúng ta có thể mang về và chế tạo cái cánh cổng thôi. Ở đây có nhiều quá vật quá. Về lẹ, về lẹ, về lẹ. Kẹo xíu là không về được á. Xong. Giờ thì sau khi về nhà thì mình sẽ bắt đầu xây cánh cổng thôi. Và mình sẽ xây cánh cổng này ngay ở bên trong ngôi nhà của mình luôn không ta? Hợp lý đấy. Mình sẽ xây nó đâu đó ngay đây ha. Ngay vị trí này luôn nè. Mình sẽ đào ra một tí cho nó rộng rộng, giống như vậy. Và sau đó xây cao lên qua bên đây và kéo xuống. Rồi, cánh cổng này là khá là rộng để chúng ta có thể thoải mái di chuyển rồi ha. Còn bây giờ là khâu quan trọng nhất, mình sẽ kích hoạt cánh cổng lên bằng viên pha lê kho báu. Tên tên. Xong rồi. Như vậy thì mình đã thành công kích hoạt và mở ra cánh cổng dẫn tới thế giới kho báu. Và khi mà qua bên đó sẽ là một cái thử thách cam go hơn đó nha. Không có đơn giản đâu. Thà
Thành thử ra mình cần phải có thời gian để chuẩn bị đồ đạc. Và chúng ta sẽ bước qua đó và chinh phục thế giới kho báu ha. Ngày hôm nay chúng ta quá là sờ chết rồi. Từ việc bị con Ripper nó hù dọa, cho tới việc tìm kiếm những cái quyển sách rồi đi tìm cái em Stoneling để có trái tim kim cương. Thế nên giờ chắc chúng ta sẽ đi khám phá một chuyến để xả sờ chết á. Sẵn tiện đi tìm hiểu về cái địa hình xung quanh nơi mình ở luôn coi. Coi coi có cái gì hay hay gần đây không? Cũng khá là hợp lý ha. Wow, và giờ mình mới để ý là cái... Ui ui, có nàng tiên cá da mạo. Có nên solo với nàng tiên cá da mạo không? Được. Một với một mà sợ gì? Vô đây. Eo, 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 eo. Định làm gì tôi? Cẩn thận nha. Nàng tiên cá da mạo thấy vậy chứ cũng mạnh lắm. Đấy. Chặt nè. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Rồi. Mình có thêm bao nhiêu vảy đây? À, được có một cái vảy thôi. Nhưng không sao, ở nhà mình có một vảy nữa. Gom gom là cũng được hai vảy. Đủ để chế tạo được một vài món đồ rồi đó nha. Hơi bị dữ. Rồi, phía bên này thì là vùng sa mạc nữa hả? Còn có thêm một ngôi nhà của mụ Medusa nữa nè. Ai cha cha. Phải hành hiệp chữ nghĩa nữa rồi. Trả thù cho những cái sinh vật đã bị mụ Medusa ăn thịt và hóa đá thôi. Ôi ôi ôi, quay xe quay xe. Từ 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 từ. Chưa gì mụ ta nhìn mình chầm chầm rồi, nguy hiểm quá à. Bị gung bị gung. Đó 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 đó. Lên đây lên đây. Ôi da. Cẩn thận nha. Mình mà đứng. Ôi da. Sao đánh đau vậy? Ây ui. Mình muốn giải cứu cho mấy con zombie này mà nó quấn mình vậy đó. Phải thì là cẩn thận, không được nhìn thẳng vô mặt mụ ta. Chỉ cần một giây nhìn vào mặt mụ ta thôi là mình sẽ lập tức bị hóa đá đấy. Mình không thể bị hóa đá giống như vậy được. Đó. Đừng có giỡn mặt nha. Có chiến thuật hết rồi. Medusa nè. Medusa hả? Này thì Medusa. Lụm cục kẹo Medusa liền. Đây là mụ thứ hai mà mình đã tiêu diệt rồi ha. Rồi, ok. Có thêm một cái đầu rồi nè. Sau này mình sẽ dùng cái đầu này vào một mục đích quan trọng hơn đấy. Còn giờ thì tiếp tục lên đường khám phá thôi. Có vẻ là địa hình xung quanh mình chỉ có mỗi cái chỗ mình ở là đẹp thôi à. Còn xung quanh đây mình thấy địa hình không được ok la cho lắm. Tính ra mình cũng hên ha. Ghé được cái chỗ đẹp ghê luôn. Phía đằng này mình thấy có thêm một ngôi làng nè. Wow. Ngôi làng này cũng to phết đấy. Để coi coi có cái nhà nào mà mình ghé vô mình lấy đồ được không ta. Cái nhà này có cái dạng pha thuốc. Hợp lý. Còn có mấy cái kiện rơm nữa. Mình sẽ lấy để mang về làm thức ăn cho mình ha. Wow, dân làng này nhìn phong cách vậy. Outfitter. Uầy. Cái này là cái người kiểu như outfit là trang phục ấy. Người này là người kiểu làm trang phục à. Nhìn phong cách phết đấy. Được nha. Ngoài ra thì trong làng chẳng còn cái nhà nào. Ôi, có cái này. Nhà mình đang thiếu cái chuông. Để mỗi lần khách tới nhà còn biết gung chuông nữa chứ. Đúng cái mình thiếu luôn. Hết rồi. Sơ bộ thì ngôi làng cũng chỉ có vậy thôi ha. Sẵn tiện ghé qua làng mình sẽ qua đêm một giấc đi. Sáng đi nó cho an toàn á. Chứ đi ban đêm ban hôm lỡ ngớ lại niệm nữa. Ôi 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 ôi. Quay xe quay xe. Ui, có con rồng. Trời. Ui, nó đi đang đi săn kìa. Hên là mình xử lý kịp. Ôi, nó đi ăn thịt. Ăn thịt ngựa. Mình không thể cứu những bé ngựa kia rồi. Trời ơi, nó đã
cu kìa. Thánh thần, con rồng chết tiệt. Xin lỗi mấy cưng nha, anh không thể. Thôi mình chạy trước khi mà nó tấn công mình. Một ngày nào đó không xa, mình sẽ trở lại cái vùng đất này và chính tay tiêu diệt con rồng đó để trả thù cho những bé cù, bé ngựa, bé bò bị sát hại ha. Không thể chấp nhận được cái sự quá đáng của con rồng đó. Trở về sau chuyến đi thì mình cũng có một cái món đồ để trang trí cho ngôi nhà của mình ha. Một cái quả chuông để có gì mình còn gung vào mỗi buổi sáng nữa. Và hôm nay thật là tuyệt vời vì mình đã chính thức kích hoạt được một cái cánh cổng kho báu. Vì cánh cổng này chỉ được bước vô thôi, bước ra là nó sẽ vỡ liền á, nên mình cần phải chuẩn bị đồ đạc thật là kỹ, rồi kho đồ, kho chứa các thứ để bước qua đó và có thể lấy được thật là nhiều kho báu mang về ha. Ngoài ra thì hôm nay mình còn có thêm những bán dân làng giúp mình có được ngọc lục bảo nè, rồi có được những quyển sách tốt nữa. Sắp tới thì mình sẽ gán kiếm thật là nhiều bán dân làng có những cái nghề tốt để chúng ta có thể phục vụ vào công việc mua sắm á. Không biết là kho báu sắp tới chúng ta săn được sẽ có những món đồ gì ha. Tò mò ghê luôn á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.